chưa thiên sinh? Ông chủ Dương tìm vé số và vị dân tử chết rồi. Ta biết rồi. Nhiều điểm liên lạc của chúng ta đều tiêu rồi. Tại sao vậy? Chúng ta sắp sửa giành chiến thắng rồi mà. Ngày mai người Nhật đã đầu hàng rồi mà. Hôm nay lại có nhiều đồng đội chết như vậy. Tại sao vậy? Tại sao lại như vậy? Những thành phần của Quốc dân đảng ở đằng sau chỉ đường cho Nhật. Bọn chúng cấu kết với nhau, mưu đồ mượn tay Nhật tiêu diệt tổ chức đảng Thiên Tân. Cũng may, mưu đồ của chúng, chúng ta đã sớm phát hiện. Dù những điểm liên lạc bị phá hủy thảm hại, nhưng mà đa số đồng đội của chúng ta đều rời khỏi an toàn. Chỉ tiếc là một số đồng đội không kịp nhận được thông báo. Nghe đâu là lão Đàm? Không lẽ là con tiết lộ gì đó cho ông ta? Không thể nào. Sau khi biết được thân thế của ông ấy, lời nào mới nói, lời nào không nên nói, con đều rất có chừng mực. Kẻ địch quá xảo quyệt rồi. Nếu chúng ta không chuẩn bị trước, thiệt hại của chúng ta sẽ vô cùng lớn. Bọn họ thật hiểm độc, quá tàn ác. Người Nhật sắp bị ta đánh đuổi đi rồi. Chúng ta đều là người Trung Quốc, tại sao lại đối xử với nhau như vậy được chứ? Nhưng mà những người ở trong Quốc dân đảng cũng chịu giúp chúng ta. Chính vì có người nhắc nhở, chúng mới đổi ngày về Thiên Tân. Nếu không, có thể chúng đã chết trong phòng tắm Tây Tuyền rồi. Lần này chúng tới để thông báo cho con phải nhanh chóng rút lui. Đồng đội của chúng ta thực sự rất đáng thương. Chúng ta đã kiên trì nỗ lực bấy lâu nay, chỉ một ngày nữa thôi. Chỉ một ngày nữa mà họ không thể nào mà nhìn thấy được mặt trời. Tử Sanh, trong lúc này con không được sợ hãi, con phải kiên cường lên. Chúng ta phải tiếp tục sống. À, chúng ta mà chết đi, kẻ địch thật sự sẽ thắng đó. Con phải nghĩ tới ba con, nghĩ tới những đồng đội đã hy sinh như thế nào. Không thể để họ hy sinh vô ích được con. Bây giờ đặc vụ người Nhật và Quốc dân đảng đang lục soát khắp nơi để tìm chúng ta. Con không thể về điện báo được. Kẻ địch có thể đang ở đó chờ con. Ở chỗ này không an toàn, lúc nào cũng có thể bị phát hiện. Đều tại con. Tại con. Nếu như con lấy được tình báo sớm hơn, sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Sẽ không đến nước này. Không phải đâu. Đây không phải lỗi của con. Con làm rất tốt. Con đã là một chiến sĩ xuất sắc rồi. Bây giờ con phải mau đưa mặt yên bình ra khỏi Thiên Tân này, càng sớm càng tốt. Các cậu có bên này? Dạ. Đưa nhau ra đây. Quỳ tôi, có người đến. Dạ. Tử Sanh à, chúng ta chia nhau ra không chạy được. Đi. Chú, con quay đường hơn chú để con giữ được chưa? Không, nghe lời chú, chia nhau ra chạy đây là mệnh lệnh. Chia nhau ra chạy có thể có cơ hội thoát. Nhớ kỹ, dù có nghe thấy tiếng gì cũng không được quay đầu lại, cứ chạy về phía trước thôi. Đi Thiên Sinh. Chú đi, nhanh lên. Chú à, nhanh lên. Chú. Thank you.
xem ra tối nay cậu rất bận. Sắp giành thắng lợi rồi, vất vả mấy cũng xứng đáng thôi. Hơn nữa con còn chuyển lời cục trưởng từ. Cục trưởng rất hài lòng việc thầy đã làm. Tiệc chúc mừng thầy đã chuẩn bị xong, đang đợi thầy ở Trùng Khánh thôi. Muốn ta rời khỏi à? Đúng là cậu muốn thay thế ta. Thầy à, bây giờ thầy là chủ nhiệm phòng nghiên cứu của sở thống kê rồi. Cậu được thăng chức thượng tá tham mưu. Tất nhiên, trạm tình báo tổng cục Thiên Tân sẽ để con tiếp quản. Con sắp triển khai nhiệm vụ mới rồi. Cậu tới Thiên Tân lâu rồi, ẩn náu một thời gian mới đến gặp ta, đúng không? Thầy nói vậy là có ý gì? Cậu đến Thiên Tân không gặp ta, lại tiếp xúc với người Nhật. Dù gì Nhật cũng sắp tiêu rồi, có tiếp xúc nhiều với chúng đi nữa cũng không sao, không vấn đề gì. Nhưng cậu có việc giấu ta, để ta tò mò nhiệm vụ của cậu là gì. Tới nay ta mới biết được điểm tình báo của Đảng Cộng sản đã bị tiêu hủy, ta mới hiểu ra. Xem ra ta già rồi, không động não được nữa. Thầy à, thầy vất vả nhiều năm, cũng nên hưởng phúc đi. Hưởng phúc cũng phải. Cậu không thể hoàn thành nhiệm vụ, cũng không muốn làm nữa. Lợi dụng người Nhật giết cộng sản, thâm độc lắm. Không sai, con chính là muốn như vậy. Không nói thẳng với thầy là vì suy nghĩ của thầy làm con ngày càng không hiểu, thậm chí nghi ngờ lập trường của thầy nữa. Nhưng mà con phải cảm ơn thầy. Nhờ thầy lợi dụng tình cảm mà tử sanh dành cho Đảng Cộng sản, mới để tụi con tiêu hủy thành công điểm tình báo của Đảng Cộng sản. Nhưng mà vẫn chưa đạt được kế hoạch con đặt ra. Con muốn phá hủy hết sao? Nếu như có thể thì thật sự quá tốt. Đó là ngày giành thắng lợi. Vậy thì đã sao chứ? Tình thế tiếp theo sau đây, thầy nên rõ hơn con chứ. Rõ rồi, rõ rồi. Ngay sau khi người Nhật đi rồi, Quốc Dân Đảng và Đảng Cộng sản sẽ là kẻ địch. Thay vì sau này đánh nhau một mất một còn, chỉ bằng bây giờ xử lý cho êm đẹp luôn. Mau gặp Tử Sanh luôn sao? Cảnh Tử Sanh còn có Lan Anh. Cô ấy là do thầy huấn luyện, hơn nữa cũng chưa từng làm hư chuyện. Cậu đã hạ lệnh cho Lan Anh rồi. Nhưng e rằng Lan Anh không giết được Tử Sanh đâu. Con biết thầy sẽ nói như vậy mà. Thầy nói vậy càng làm con hoài nghi sự mất tích của những phần tử cộng sản có liên quan tới thầy. Nhưng thầy yên tâm, thầy dù gì cũng từng là thầy của con. Con sẽ nghĩ tình mấy năm thầy trò. Nhưng mà thầy không thích hợp ở lại Thiên Tân nữa rồi. Thầy nên quên hết mọi thứ ở đây đi. Vì bây giờ trên đời này sẽ không còn xuất hiện cái tên Đàm Hoa nữa. Thầy về Trùng Khánh đi, bắt đầu cuộc sống mới. Mọi chuyện quá khứ tụi con sẽ xử lý sạch sẽ. Kể cả công lao của thầy và cả lỗi lầm của thầy nữa. Ăn cháo xong thì đa bát.
xem ra ta không cần tồn tại nữa rồi. Thầy à, tránh ra. Thầy, ai nói ta muốn rời khỏi? Cung gia phu nhân, cung gia phu nhân, phu nhân, phu nhân mà không sao chứ? Tử Sanh, cậu đến rồi sao? Có một đám người đến, đã bắt cô ấy đi rồi, dẫn đi rồi. Tôi ngăn cũng không ngăn được. Cậu hãy nhanh chóng đuổi theo bọn họ, đuổi theo đi. Họ đi chưa có lâu đâu, nhanh lên đi, nhanh đuổi theo họ đi. Cúc gia phu nhân, cúc gia phu nhân. Về rồi hả? Bà tiểu thư đâu? Anh đói chưa? Nè, ăn cơm đi. Anh đang hỏi em Mạc tiểu thư đâu rồi. Chuyện hôm nay có liên quan tới em và lão Đàm hay không? Anh không nên trở về. Cô đừng đánh trống lại nữa. Hãy trả lời tôi đi. Đó là mệnh lệnh em được giao. Anh thật sự không nên trở về. Tôi không nên trở về. Cũng không thể làm ngơ. Không thể bỏ mặt Mạc tiểu thư sao? Cô sai rồi. Tôi không thể bỏ mặt cái nhà này được. Trong nhà này còn có người con gái của tôi.
Sao vậy? Ăn mặc như vậy, làm cả bàn thức ăn để chuẩn bị tiễn tôi đi sao? Tôi thật sự nghĩ rằng có thể tiếp tục sống cùng với cô, dù cho người Nhật đi rồi. Tôi và cô sẽ tiếp tục sống với nhau. Tôi còn ngây ngô mà tin rằng tôi có thể cùng với cô đi Viên An nữa kìa. Tôi thật ngốc. Tôi là một tên ngốc. Tôi thật sự quá ngốc. Em luôn muốn làm cho anh một đôi giày vải, nhưng mãi vẫn chưa làm xong. Em nhớ mấy người quê em thường hay nói rằng, người con trai nếu mang giày vải như con gái làm tặng, thì dù đi xa mấy cũng có thể quay về. Nói những lời này em thật sự rất ngại. Hãy cùng nhau một bữa cơm đi. Nè, em muốn cùng anh ăn một bữa vui vẻ. Một bữa cơm gia đình. Cô không xứng. Cô là một kẻ lừa đảo. Cô vốn dĩ không xem đây là nhà của cô. Cô vốn dĩ không xem đây là nhà của cô mà. Anh sai rồi. Đây chính là nhà của em. Lên cho em giết anh. Em không làm. Em nhất định phải về đây anh sống. Tại sao vậy? Vì anh là người em yêu. Nhưng còn em thì sao? Em không sao. Anh cầm lấy cái này, nhớ kỹ, đi không trở về nữa. Con sẽ không tha cho anh đâu. Đi đi. Anh không đi. Đi. Đi.
Đã thích thứ gì đó rồi, thật sự rất khó lòng thay đổi. Bác biết con sẽ tới. Con không có tiến bộ gì. Những điều bác đã nói con đều quên hết sao? Gặp phải nguy hiểm, trước tiên phải lựa chọn chạy trốn. Dù cho tôi biết thân thế của ông, nhưng tôi vẫn luôn đối xử với ông như là ba ruột của tôi vậy mà. Tôi tin tưởng ông như vậy. Ông Lệ, bây giờ tôi chỉ xin ông một điều thôi. Thả mặt yên bình mà. Thả cô ấy. Ông có thể giết tôi. Xin ông thả cô ấy ra. Cô ấy không phải cộng sản. Ông giết cô ấy cũng chỉ vô ích mà thôi. Nếu bác có thể làm, bác nhất định sẽ đồng ý thả cô ấy. Ông nói vậy là sao? Bác hiểu cảm giác của con. Nếu không gặp được bác, con sẽ không đi. Cho dù chết cũng phải làm rõ mọi chuyện. Đó cũng là điều bác thích ở con. Người để bác yên mình đi. Vài người giết tôi không phải do ông phái đến hay sao? Ai phải đến không quan trọng. Từ lâu bác đã có hai niềm tín ngưỡng. Khi mâu thuẫn nhau sẽ biến thành như vậy. Má còn nghĩ là họ không giết được con, Lan Anh sẽ giúp con. Đáng tiếc còn quá ngốc, giống y như ba con. Ba tôi có phải do ông giết hay không? Thẩm tiên sinh từng nói với tôi, hôm nay ông hãy nói thật cho tôi biết đi. Nói cho tôi biết đi. Trà này thơm thật. Là của con tặng bác. Đáng lẽ nên uống rồi, nhưng không có thời gian. Chơi với bác ván cờ được không? Chuyện con hỏi bác dài lắm. Bác và ba của con đều đi du học ở Tokyo.
ở Nhật sống lưng tựa lẫn nhau, tình như thủ túc. Lúc đó nếu như có ai bắt nạt ông ấy, bác là người đầu tiên ra mặt. Và bác cũng tin là nếu có ai ức hiếp bác, ông ấy cũng sẽ liều mình ra mặt. Vào năm đó, ba của con bị bệnh rất nặng, chút nữa là bị mất mạng. Lúc đó bác bán đồng hồ của bác để mua thuốc cứu ông ấy. Ông ấy rất là cảm động, nói là thiếu bác một mạng sống, lúc nào cũng có thể lấy đi. Vì vậy ông, vì bản thân của ông, vì để không bị tiết lộ tình báo của mình, quyết định giết ông ấy. Mà không hề dây dứt, không một chút hối hận sao? Con sai rồi, là ba con xin bác giết ông ấy. Ông sao rồi? Tôi không được rồi. Bác không cố, ông đừng giao tôi cho người Nhật, giết tôi đi. Coi như tôi xin ông ra tay đi. Bác nói thật, lúc đầu bác chỉ muốn hợp tác với ba con, nhưng bị ba con từ chối. Nhưng bác vốn không định giết ông ấy, chỉ vì muốn ông ấy chết thoải mái một chút nên bác mới ra tay thôi. Ông quỷ biến, bác có cần quỷ biến trước mặt con không? Giết con dễ như trở bàn tay, chỉ cần con chết, mọi chuyện đều trở thành quá khứ. Vậy thì giết đi. Không thể hợp tác với ba con. Sau khi ba con qua đời, bác đặt hết mọi kỳ vọng của mình vào con, hy vọng có thể hợp tác với con. Thông qua con, thông qua hệ thống tình báo của Đảng Cộng sản, bác có thể tiếp tục công việc của mình. Bác đã theo dõi con, thử nghiệm con. Kế hoạch của bác nhờ sự giỏi giang của con có thể hoàn thành nhanh chóng thuận lợi. Là được rồi lão đạm, chúng ta đã đến đây thôi. Ông làm chuyện ông, tôi làm chuyện tôi. Thôi nè, không chịu à, tính tiền đi. Sao để ông tính tiền được? Cũng là do ông giết. Bác cũng rất tiếc cho lão Thiệu, bác không muốn giết ông ấy, nhưng lúc đó bác không còn lựa chọn nào khác. Được, cứ cho là ông gì đánh Nhật đi. Nhưng ngày mai Nhật sẽ đầu hàng rồi, tại sao hôm nay ông còn giết đồng đội của tôi? Sau lưng bác còn một chính quyền rất mạnh, còn con có tín ngưỡng của con. Một cuộc chiến tranh kết thúc, có thể bắt đầu một cuộc chiến tranh khác. Chúng ta đều không thể lựa chọn, chúng ta chỉ là con cờ thôi. Nhưng chúng ta là người Trung Quốc mà. Những đồng đội của tôi đều vì ông, đều do việc ông làm mà bị giết hết. Đó chính là thắng lợi mà ông muốn hay sao? Để chiến thắng cái gì cũng có thể hy sinh, ông còn cả chúng ta. Con biết con rất hận bác đến nỗi muốn giết bác. Thường nghe những điều này, không giống như quân cờ của con đã chết từ lâu rồi. Sao con giết bác được?
Là gì? Dầu tre đâu rồi? Câu chuyện lúc nãy bác vẫn chưa kể hết. Lão đặc công xảo quyệt đó rất thương đứa trẻ không hiểu chuyện này. Tuy cậu ấy từng gạt ông ấy, nhưng trong lòng ông ấy từ lâu đã xem cậu ấy như con trai của mình rồi. Bác Đàm à, thật ra chúng tôi luôn quan sát hành động của ông. Cái chết của tiểu lão Toàn, ông thiếu chúng tôi một món nợ. Nhưng có một điều tôi phải cảm ơn ông, vì những lời nhắc nhở của ông, đa số đồng đội của chúng tôi đều đã di dời an toàn. Mặc dù điểm liên lạc đã bị phá hoại, nhưng nếu không như vậy thì hậu quả khó mà tưởng tượng được. Tôi không muốn giết người của anh, nhưng không còn năng lực để lo nghĩ nữa rồi. Tử sanh, thấy con bác mới hiểu cái gì là hy vọng. Con và đồng đội của con, niềm tin của mọi người chính là hy vọng, hy vọng của Trung Quốc. Những thứ sau lưng bác đã bị thú nát từ lâu, dù bây giờ nó vẫn là một thế lực mạnh mẽ. Tử sanh, niềm tin của con là đúng. Con hãy theo Chu Thiên Sinh và tiếp tục sống tốt vì mục tiêu của mình, vì ba của con, vì bác, còn vì những người đã chết trong chiến tranh. Nỗ lực để mỗi người dân Trung Quốc đều có thể tiếp tục sống tự do. Trà đứng chùa uống. Tên cô là gì? Bạn Yến Bình. Còn nghề nghiệp? Giáo viên trường giáo hội rock, giáo viên dạy thanh nhạc. Cô có biết chồng mình là cộng sản không? Tôi không biết. Mà tiểu thư, tôi có vinh hạnh được mời cô khiêu vũ không? Hôm nay tôi đã mua hết vé của cô rồi, vũ nữ không thể từ chối lời mời của khách được. Xem ra tối hôm qua chúng ta là anh mất mạng rồi, nhưng mà bây giờ anh chết thì với cả em và anh đều không tốt. Nữ quan khiêu vũ năm nay là tiểu thư Mạc Yến Bình. Anh là chồng sắp cưới của em, từ khi nào vậy hả? Trước giờ đều vậy, nhưng mà sắp không phải rồi. Anh sẽ cưới em. Anh thấy em không nỡ. Đúng là em không nỡ. Có lúc em nghĩ có phải là em đã thích anh rồi. Ngủ đi. Hai vợ chồng của anh làm kim đồng lương duyên đã được an bài những kiếp trước sống với nhau, đời đời kiếp kiếp hạnh phúc mỹ mãn.
Rốt cuộc anh có bao nhiêu người tình vậy? Em không biết là thật gì. Thật gì sao? Có thời gian ở bên người mình yêu thật hạnh phúc. Yêu sô-cô-la. Loại sô-cô-la em thích ăn nhất. Anh đặc biệt kêu người đem từ Pháp về. Em nên chủ động hơn nữa. Chủ động đến gần anh ta hơn. Để anh ta hôn em, thậm chí là lên giường. Như vậy em có thể lấy được nhiều tin tức. Và anh sẽ càng hài lòng hơn, có đúng vậy không? Em đổi gì chứ? Sao anh lại đối xử với em như vậy chứ? Anh đối xử với em như người yêu. Lúc nào cũng luôn miệng nói yêu em. Anh để em đón nhận mọi thứ, quen dần với mọi thứ. Nhưng mà trước giờ anh vẫn luôn xa cách em. Sao lại vì cho một người phụ nữ nó bắt đầu quen dần, bắt đầu yêu anh như vậy chứ hả? Có lúc anh cho em cảm giác an toàn, cho em chỗ dựa, nhưng em thật sự không biết trong lòng anh đang nghĩ gì. Lại đây, hôm nay tôi nhất định phải đem quỷ đi. Nếu lỡ như anh thật sự không trở về, anh đã làm cho em nhiều như vậy, nhưng trước giờ em chưa từng làm gì cho anh hết. Em thật sự rất sợ. Em thật sợ. Có anh đây, rồi sẽ có một ngày em không còn phải sợ hãi nữa. Nếu như thời gian có thể, anh rất hy vọng là quen em sớm hơn một ngày, có thể làm chồng của em. Đi đi, biết đâu sau này ở trong một những trường nào đó anh sẽ lại được mời em nhảy một bài. Lúc đặt dù trung tổng quốc dân đảng trên đường áp giải Mạc Yến Bình về Bắc Bình, tổ chức phái người giải cứu được mẹ con Mạc Yến Bình an toàn rời khỏi, đưa về căn cứ địa Ký Đông. Xử lý xác của hắn ta, lại phát hiện tim hắn ta vẫn còn đập bình thường. Chúng tôi vốn nghĩ dù cho bất cứ giá nào cũng nhất định phải cứu sống hắn ta, nhưng mà rất là đáng tiếc, hắn ta vẫn như vậy. Xem ra bí mật trên người hắn ta chỉ có thể giao cho các người phá giải thôi. Ngày 15 tháng 8 năm 1954, Thiên Hoàng Nhật Bản đưa ra thư đình chiến, tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, chiến tranh kháng Nhật của Trung Quốc.